5 KVA vào 220 ra 110, cách ly sơ cấp thứ cấp. Input output đây là sao ta, nó có thêm cái hai cái 55V in nè. In nó là 220 này, out nó là 55V đối xứng các bạn nha, 55V đối xứng nè, out 55V đối xứng nè, vào nè, ra nè. Cái này là mình không rõ nha. À 55 có thể nối tiếp lên 110 VDC nha. Nặng 41.5 kg nha. Quá dữ. In Singapore 5 KVA 4,5 kg một pha vào. Nó ra 55V đối xứng nha các bạn, 55V nha. Dòng là 45.5A đầu vào này. Đầu vào 0 220, quá dữ ha, 4 mấy ký khoảng 5,5 triệu. Để xem cái này cái gì. Này nó hai cọc hơn 300 cho tới 360 Hz 75A. Này cái gì đó? Không thấy dây vào. Năm trăm VA cách ly. Con ngày nãy nữa. Transformer vào 220 ra 110 18A một pha 2 KVA nha. Auto 2 KVA. Cái này có luôn cái tủ 2 KVA. Vào cao nha. Vào 400, 480, 600 ra 120. Bốn KVA là 4,000 VA là 4 KVA. Cái này tăng nhớ các bạn, vào 125 nha, ra 220 nha. Cái này tự ngẫu á, còn mấy cái này 3 pha. Okay.